Chào các bạn, hôm nay Linh Kiện ST xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một số IC nguồn của hãng Sanken. Những IC này, những IC rất là phổ biến trong các mạch điện tử, điện lạnh. Các thợ điện lạnh thì chắc cũng không có gì mới lạ cả. Bên mình Linh Kiện ST cung cấp các loại IC, các loại linh kiện điện tử chính hãng, tháo máy. Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành ở bên mình. Để mua các sản phẩm này thì các bạn truy cập vào website của cửa hàng là linhkienst.com. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Các bạn có thể gọi điện đến cửa hàng để mua hàng trực tiếp, hoặc các bạn có thể tới cửa hàng. Địa chỉ được ghi rõ ở trên website, hoặc các bạn có thể đặt hàng online ngay trên website thì nhân viên kinh doanh sẽ gọi điện lại cho các bạn để xác nhận lại đơn hàng. Bên mình cung cấp hơn 6.000 các loại mặt hàng IC khác nhau, rất là nhiều các loại mặt hàng IC khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Đây, mình sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu. Con đầu tiên, con này là con A6059H. Đây là con tháo máy ở bên mình. Con này con Deep 7 nhé. Đó, các bạn có thể thấy rõ. Bên mình cung cấp cả hàng chính hãng và hàng tháo máy. Con tiếp theo là con A6159. Đây cũng là hàng tháo máy bên mình. Đây nữa. Con này cũng là con tháo máy. A6251. Đó. Hơn 6.000 các loại mặt hàng IC khác nhau. Đầy đủ cho các bạn chọn. Đây là con A6351. Tất cả các link của các sản phẩm này mình đã đặt ở dưới video. Các bạn quan tâm thì có thể click vào xem thông số kỹ thuật và giá bán, download datasheet của sản phẩm A6079 bên mình. Đây cũng là con hàng tháo máy bên mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.